Xin chào tất cả các bác, anh, các chị. Tiếp tục quay trở lại với kênh Cây Giống và Dược Liệu Tam Đảo của tôi là Hải. Hôm nay như thường lệ thì tiếp tục mang đến cho mọi người về những dòng cây giống khác nhau. Hôm nay thì ngoại lệ một chút thì không giới thiệu cho mọi người về cây giống lâm nghiệp và cây dược liệu, mà sẽ giới thiệu cho mọi người về một dòng cây cảnh, cây bonsai. Đây là một dòng cây khá là hiếm và để mọi người có thể tìm mua được thì nó cũng không có nhiều. Đơn vị chúng tôi thì cũng năm nay cũng tập trung cũng phát triển được thêm một số lượng tương đối ít. Mọi người thấy thì ở đây cũng chỉ có một luống này thôi. Đó. Đây chính là trên tay tôi, đây chính là cây giống tùng búp đỏ, tùng đọt đỏ. Đây là một dòng cây khá là hiếm, là tùng kim cương đọt đỏ. Chúng tôi thì năm nay cũng phát triển được khoảng tương đối như thế này. Chiều cao cây thì mọi người có thể thấy trên tay tôi chiều cao thực tế rơi vào khoảng 20 phân. Và mọi người có thể thấy là đúng như cái tên gọi của nó, là cái búp của nó ra sẽ có cái màu đỏ đẹp như thế này. Tôi thì tôi khá là thích cái màu đỏ này, một màu đỏ nhìn nó khá là dễ chịu và nó cũng khá là hay. Để mà làm cây bonsai sau này chúng ta có thể uốn nắn, rồi khi mà bắt đầu nó ra những cái đọt đỏ ấy, nhìn nó rất là đẹp. Đây. Khi bắt đầu đây là cái đọt đầu tiên này. Đây là khi nó non là bắt đầu nở ra này. Nó đỏ gần như là đỏ rực. Đỏ rực đấy. Rất đẹp. Sau đó khi bắt đầu nó phát triển lớn lên ấy, thì nó sẽ phai dần cái màu đỏ ra. Đó, mọi người thấy không? Hai cái màu khác nhau này. Đây là bắt đầu non này, bắt đầu phát triển hơn nó sẽ phai dần ra này. Đó. Khi già hơn một chút nữa thì nó sẽ như thế này. Đây, khi già hơn thì màu sẽ nhạt hơn như thế này. Đó. Mà khi bắt đầu mà nó gần trưởng thành hẳn thì nó sẽ có cái màu hơi xanh như thế này, hơi lai lai xanh một chút. Mọi người thấy không ạ? Đó. Ở đây thì cũng còn tương đối như thế này, cũng cung ứng bán lẻ, chủ yếu là bán lẻ cho các bác. Chúng ta yêu thích trồng một hai cây trong gia đình chúng ta sử dụng. Chúng ta làm cây cảnh, cây bonsai uốn nắn theo sở thích. Hoặc là ai những nhà vườn cung cấp cây bonsai mà cần mua cây giống tùng đọt đỏ, tùng búp đỏ này thì liên hệ cho tôi. Tôi sẽ để cho mọi người với cái mức giá hợp lý nhất. Ở đây thì chúng tôi làm bầu to hết, sang bầu to hết rồi. Và đảm bảo dễ khỏe rồi đây, dễ đâm ra khỏi bầu rồi đây. Cây này thì trồng thoải mái rồi. Đó. Còn bầu bé thì nhiều đơn vị làm bầu bé cũng hiếm lắm. Làm bầu bé thì cây nó không được khỏe đâu. Đây chúng tôi làm bầu to hết. Vận chuyển thì nó hơi nặng một chút thôi. Nhưng tuy nhiên thì sẽ có những phương thức vận chuyển dễ dàng nhất cho mọi người. Ở các tỉnh thành này ai cũng có thể mua được thì chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng được. Mọi nhu cầu chi tiết mọi người liên hệ trực tiếp cho tôi là Hải theo số điện thoại tôi đính kèm bên dưới video 0397 928 951, hoặc là có thể kết bạn Zalo thì tôi sẽ gửi hình ảnh cho mọi người theo dõi nó cụ thể hơn. Và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn, cũng như là kịp thời theo dõi những video hàng ngày tôi chia sẻ về những dòng cây giống khác nữa. Cảm ơn mọi người. Xin chào.